sang câu hỏi thứ bảy, có Phật tử hỏi rằng con kính bài thầy, con là Phật tử đã quy Tam Bảo nhưng con vẫn tin vào phong thủy. Mỗi khi gia đình có công việc, con vẫn thường hay nhờ các thầy xem ngày, xem rửa tốt để công việc được thuận lợi, hanh thông. Con làm như vậy có tội gì không? Mong thầy giải đáp giúp con. Tội thì không nhưng mà lỗi thì à, cái lỗi nhỏ thì vẫn có đó là gì mình chưa thực sự tin vào lời dạy của đức phật một cách gì một cách là viên mãn ở trong kinh đức phật nói là gì trong chữ hán ơi người học phật chân thành nhất thì nhật nhật thanh nhàn nhật nhật tân tức là ngày ngày mình mà thanh nhàn dùng cái tâm buông xả dùng cái tâm từ bi hỷ xả đối nhân xử thế tiếp vật hàng ngày. Thế thì ngày nào cũng là ngày tốt. Nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào cũng là ngày tốt. Ngày ngày nào thanh nhàn, ngày nào an lạc thì ngày đó là ngày tốt, ngày đó ngày gì? Ngày cát tường như ý đối với chúng ta. Còn ngày nào gì tham sân si á mà khởi lên và ngự trị trong tâm của chúng ta á, thì ngày đó thì có là ngày tốt ngày ngày toàn sao đẹp như là uh, thái âm thái dương hay là ngày hoàng đạo, chu tước vân vân đi chăng nữa thì đối với chúng ta cũng vẫn là ngày xấu. Tại nên trong kinh Đức Phật thì nói như vậy. nhà thôi thì chúng ta là những người còn thì cũng còn phàm phu mới học đạo, một sáng một chiều chưa có thể dứt trừ hết sạch phiền não chưa có thể buông hết những tập khí được Giống như đứa trẻ khi cha mẹ sinh ra Có mấy đứa mới được ba ngày nói được như mẹ của Bồ Tát Địa Tạng đâu đúng không? Không có, ít lắm Mẹ Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thọ ký cho gì? Do đâu mà mới sinh ra được ba ngày đã biết nói? Do công đức của đứa con Một đứa con là một đứa con đại hiếu thảo Một đứa con đặc biệt đó chính là Là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát Đúng không? Đem cái công đức thù thắng của gì Việc cúng dường việc tu tập của bản thân theo cúng dường của các đức phật quá khứ Cũng việc tu tập của bản thân hồi hướng cho mẹ bằng cái tâm chân thành nhất cho nên đó, mẹ từ trong địa ngục khổ sinh ra được thân gì làm thân của người hầu gái đứa con của người hầu gái ba ngày đã biết nói nhưng đến năm gì 12 tuổi đã phải chết sau khi chết đi nói rằng nếu mà không tu tập thì sẽ bị đoạn tiếp tục ba đường ác nhưng chúng ta thấy có mấy đứa trẻ sinh ra trên đời mà ba ngày đã biết nói đâu, thậm chí ba tháng cũng vẫn chưa biết nói, thậm chí có đứa ba năm còn chưa nói được đó. cho nên ở đây chúng ta thấy này, học Phật không phải một bất cứ ai mới bước vào đạo mà cái là đều có thể buông xả được hết ngay. cái việc xem ngày xem giờ, xin thưa các quý vị ở đây chúng tôi là một người xuất gia tu hành thực sự Nhưng mà ngày xưa chúng tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường trung cấp Đương Kim Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ Đại trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Phổ Hòa Tuệ Ở Chùa Giáng Phú Xuyên Hà Nội đó Đức Đệ Tam Pháp Chủ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó Ngài nói với chúng tôi là gì? Ngày đó chúng tôi còn làm học sinh Tôi may mắn là gì? Ngài là hiệu trưởng của chúng tôi trong suốt 4 năm học và ngày đó ngài ngoài làm hiệu trưởng ra ngài còn là một vị thân giáo sư tức là một vị giảng sư lên trực tiếp ngồi trên bục cầm sách và giảng bài cho chúng tôi và ngài chính ngài cũng nói với chúng tôi kể những cái câu chuyện nói với chúng tôi là một vị sư đặc biệt một vị trụ trì mình không thể bỏ qua những cái tín ngưỡng của dân gian đó là gì? Cái tục xem ngày, xem giờ Đó là cái cái lệ gì? Cầu an, cầu siêu Cho bà con nhân dân Cho đến đồ Phật tử của mình Đặc biệt là các vùng nông thôn Các nơi để xa trung tâm văn hóa Kinh tế, chính trị của quốc gia, của đất nước Hay là của một vùng Chúng ta biết cái 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 văn hóa Cái bản sắc của dân tộc Việt Nam của chúng ta Nó rất đa dạng Nó đa dạng và phong phú đến khi này tôi nghĩ rằng một cái nhà nghiên cứu mà nhà sử học một nhà nghiên cứu về gì về văn hóa Việt Nam cũng không thể hiểu hết được cái sự đa dạng sự phong phú của của văn hóa các dân tộc Việt Nam của chúng ta ở nơi này tín ngưỡng họ thế này nhưng sang nơi kia tín ngưỡng họ khác thậm chí chỉ cách một cái gì một con đường thôi mà tín ngưỡng của gì của làng bên này khác tín ngưỡng của làng bên gì bên này đường khác tín ngưỡng của làng bên kia đường khác cách nhau một con đường thôi các quý vị có khi cách nhau chỉ một tường rào thôi bên này văn hóa tín ngưỡng của nhân dân ở khu bên tường rào bên này khác nhân dân tín ngưỡng văn hóa tín ngưỡng ở bên tường rào bên kia khác cho nên các cụ ngày xưa cụ tổ cụ ngày xưa cụ dạy đức pháp chủ ngày xưa là thân giáo sư chúng tôi ngày giảng gì vậy thầy chùa là phải gì ấy? như một cái bùa của làng một cái lá bùa của làng ấy thầy chùa là bùa làng chúng ta thấy, các cụ ngày xưa nói thầy chùa là bùa là tức là sao khi các tín đồ Phật tử khi những người dân họ cần đến chúng ta trong cuộc sống này tâm của họ không an về một vấn đề gì đó hoặc gia đình có người ốm có người chết hoặc là gia đình có tin vui à, báo hỷ chẳng hạn họ ra chùa họ muốn cầu gì việc hỷ rồi nhưng họ muốn cầu thêm gì một chút hỷ nữa tức là cái việc phúc muốn gì dừng vợ gả chồng cho con chẳng hạn đó là việc hỉ nhưng họ lại muốn gì muốn thêm một chút phúc nữa ra chùa lễ phật chúng con có cái lễ nhờ hòa thượng hay là nhờ các quý thầy gì? làm cái lá, lá sớ dâng lễ làm lá sớ tấu lá sớ cho con gì để con lo việc cho các cháu để cho các cháu gì được trăm năm hạnh phúc ta từ chối sao được không từ chối được À, phương châm hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là gì? Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, phục vụ chúng sinh là thiết thực cũng giảng chư Phật. Đó, đó là phục vụ chúng sinh, phục vụ nhân dân, đó chính là thiết thực cũng giảng chư Phật. Vì vậy ta làm cho họ vui. Họ đã có niềm vui rồi nhưng mà chúng ta làm cho họ vui hơn. Và họ nghĩ rằng gì? À được thầy trụ trì hoặc được thầy hòa thượng, các quý thầy trong chùa làm lễ, viết sớ, đã tụng kinh và hồi hướng chúc phúc cho các cháu chắc chắn rằng cái phúc báo của các cháu nó việc tốt đẹp cát tường đến với gì các con các cháu của gia đình của dòng họ sẽ tốt hơn tâm họ hoan hỉ các cụ ngày xưa nói tâm hoan hỉ sẽ sinh gì phúc lành tâm câu có cống cao ngã mạn gì sẽ đi vào nơi đoại sự sẽ đi vào gì đường xấu đường ác cho nên đổi chúng sinh nhé đặc biệt phật giáo việt nam chúng ta không phải là chỉ lên giảng ở trên bục giảng khai tràng thuyết pháp hoành tráng mới là hoàng pháp tôi nhớ gần đây à, hòa thượng à, thường bảo hạ nghiêm phó chủ tịch trung ương giáo hội trưởng ban hoàng pháp trung ương giáo hội phật giáo việt nam à, cụ thường hay nói gì phật hóa gia đình đem đạo vào đời đem đạo vào gì vào ngõ ngách vào con phố, vào các ngõ hẻm và vào từng gì từng gia đình. Hôm nay họ thấy ông Phật. Họ chưa chấp tay. Đừng có nản lòng. Ngày mai lại cho thấy họ thấy ông Phật, họ chưa chấp tay cũng đừng có nản lòng. Ngày kia chúng ta cho họ thấy ông Phật, chắc chắn gì họ phải động tập phải suy nghĩ cho nên hòa thượng nói chính vì vậy mà tôi năm nào cũng gì đến gì phật đàn tôi cho đi rước quanh làng rước quanh làng để làm gì để cho những người chưa mộ Phật pháp á, thì kính mộ Phật pháp những người mộ Phật pháp rồi á thì thì tin kính Phật pháp hơn có niềm tin sâu sắc vào Phật pháp hơn cho nên hòa thượng chủ trương của hòa thượng là Phật hóa gia đình đem Phật giáo đến từng gia đình từng gia đình một bằng cái cách gì cách làm như vậy và nhiều cách làm khác nữa và hòa thượng nói rằng này không phải là hoàng pháp chỉ lên bục giảng mới là hoàng pháp người ta ra chùa người ta vào bạch thầy nhà con á muốn làm cái gian cửa cái gian nhà nhờ hòa thượng này xem cho con cái ngày lành tháng tốt để con gì Động thổ để con đổ mái Họ thường nói gì Trước đây khi người ta chưa làm gian cửa gian nhà Chưa có của ăn của để Chưa làm gian cửa gian nhà Người ta không bao giờ ra chùa Nay họ ra chùa Họ làm lụng bao nhiêu năm trời Họ có miếng ăn miếng để Nay họ muốn gì đem cái cái của dành để dành Họ xây một cái gian nhà gian cửa để ở cho đàng hoàng hơn Mà trước khi xây nhà họ thì họ muốn gì Muốn cái sự tốt đẹp sự cát tường đến với gia đình nhỏ hơn Họ tìm đến thì đến cửa chùa Họ tìm đến với Phật Chúng ta từ chối họ sao được Chúng ta bảo nhà chùa nhật nhật thanh nhàn Nhật nhật tân cần gì phải gì Phải xem ngày ngày lành tháng tốt Và bảo nó ngày nào về làm cũng được Mùng 5, 14, 23 Ngày nào làm cũng được Vậy họ đến chùa làm gì nữa Họ cần đến chùa làm gì nữa Cho nên khi họ cần đến chúng ta Hòa thượng nói là họ cần xem một ông thầy trụ trì họ cần là xem ngày lành tháng tốt cho để động thổ đổ mái dựng vợ gả chồng cho con cái chúng ta chẳng dạy gì mà gì nhân cơ hội đó mà gì hòa thượng nói thì, thậm chí mình chẳng biết là gì cứ giả vừa bấm 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 đốt ngón tay này cái gì nói ngày đó là ngày tốt ngày đó là gì làm tốt mặc dù gì có thể trong sách nói ngày đó là không tốt nhưng hòa thượng nói là ngày tốt có nghe ngày đó là ngày tốt thầy chùa nói ngày đó là ngày tốt thì lòng họ nghĩ đó là ngày tốt lòng họ nghĩ đó là ngày tốt thì cho dù ngày chu tước ngày hắc đạo đấy chăng nữa nhưng trong lòng họ nghĩ ngày đó là ngày tốt hòa thượng nói là ngày tốt thầy nói là ngày tốt thầy chùa nói ngày tốt chắc chắn ngày tốt và khi tâm họ nghĩ cái điều đó khi họ làm cái việc đó họ hoan hỉ với cái tâm hoan hỉ thì chẳng khác gì họ trồng xuống cái thử ruộng của họ những cái hạt giống tốt cả các quý vị đó cho nên hòa thượng nói hành đạo hoàng pháp không phải lên bục giảng khai trảng thuyết và có hàng ngàn hàng vạn phật tử ngồi dưới mới là hoàng pháp hoàng pháp đối với gì một vị hòa thượng thường nói đi nói lại với các sư trong giáo hội Phật giáo việt nam thành phố hà nội gì một vị chủ trì đã làm tất cả được một cả đủ cả 13 ban viện của giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi. Vị đó trụ trì làm các việc Phật sự, đó là gì là là ban tăng sự rồi vì nó hướng dẫn cho tín đồ phật tử tu tập tụng kinh niệm phật bỏ ác làm lành đánh danh thiền đó là gì đó là vì đó hoàng làm ban hướng dẫn phật tử rồi ban hoàng pháp rồi vì đó vị sư đó thì biết làm từ thiện khuyên phật tử làm việc thì việc thiện thì vị chủ trì đó thì là, là trưởng ban từ thiện rồi à. vị thầy đó tiếp nhân độ thế tiếp tăng gì à, đội chúng thì vì đó là trưởng ban giáo dục tăng đi rồi vân vân đó hòa thượng nói đó cho nên phật gì phật hóa gia đình phật pháp ở ngay tại nhân gian chúng ta nghĩ đó là việc nhỏ nhưng chúng ta biết vận dụng thì nó lại là thành việc lớn và chúng ta thấy một người mà họ chưa đến chùa bao giờ nay vì họ muốn làm gian cửa gian nhào đến thì xa bạch thầy bạch hòa thượng xem cho con ngày lành tháng tốt để con động thổ đổ mái và làm xong rồi thì con gì thành hòa thượng hay là thành thầy gì đến thì giúp nhà con chấn chạch làm lễ bốc bát hương hay chấn chạch làm xong chúng ta gì ờ à, đồng thổ xong đổ máy xong làm xong nhà cửa họ đến vào nhờ thầy thì bốc cho con cái bát hương để thờ thần linh thờ gia tiên được rồi bốc bát hương thần linh gia tiên xong thì đến nhờ thầy thì làm cái lễ chấn chạch cầu mát cho gia đình nhà con được có thời gian đến lễ lễ xong từ đó họ gần gũi với gì với tam bảo hơn với các sư hơn họ hiểu được thì từ đó sư có thể thầy có thể nhân cái cơ duyên đó gieo duyên phật pháp cho họ nghe đưa sách phật giáo cho họ đọc đưa băng giảng cho gì họ nghe họ xem hoặc gì từ cái chỗ đó mà họ gì tin phật pháp học phật pháp đó cho nên các quý vị thấy đấy là những cái phương tiện thiện xảo những phương tiện tốt cho nên đó, ở khi đức phật còn tại thế chúng ta biết gì đức phật cho gì các sư học ngày cũng cho các sư các đệ tử của ngài học về gì về ngũ minh cho đệ tử học về ngũ minh trong ngũ minh thì có một gì có một cái 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 phương pháp học đó là chiêm tinh chiêm tinh học và xem gì chiêm tinh học trong chiêm tinh học đó tức là xem sao biết được gì thời tiết À, biết được gì à, thậm chí biết được thời tiết biết được à, rất rất nhiều các thứ đó à, về thời tiết về à, à, mùa à, đông năm nay lạnh nhiều hay là nóng nhiều à, năm nay mưa nhiều hay là gì hay là mưa ít những người mà giỏi về chiêm tinh học họ nhìn trời nhìn sao họ biết được cái điều đó chúng ta biết ngày xưa khổng minh ra cái lượng vì sao ông giỏi như vậy vì ông gì rất giỏi về chiêm tinh học Ông nhìn sao trên trời ông có thể biết là gì? Biết là trời chuẩn bị gì? Nổi gió mùa. Mà trong cái khi đó là gì? Không phải cái 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 ngày mà trong cái giai đoạn đó là không thể có gió mùa được. Chính vì Tào Tháo nghĩ gì? Nghĩ là không thể đem quân gì? Đem quân đi đánh cái trận này và nghĩ rằng không thể nào mà có gió được. Có gió mùa được. Cái mùa này. Nhưng mà khổng minh biết được đêm hôm đó sẽ có gió mùa. vì sao mà ông biết vì ông rất giỏi về chiêm tinh học về nhân tướng học đó cho nên ấy, chúng ta thấy cái thuật xem ngày xem giờ hay các thứ này nó khố vốn không phải xuất phát từ đạo phật chúng ta nhưng từ khi đức phật đã có đức phật tại thế nó đã có ở gì ở các môn học gọi là ngũ minh ở bên đất nước ấn độ rồi mà Đức Phật xuất hiện ở trên đời chúng ta biết là những cái gì ở thế gian mà nó đem lại lợi ích cho gì cho thế gian cho chúng sinh đó, Phật vẫn dùng nó Phật không phủ nhận là tất cả các pháp thế gian là xấu đâu rất nhiều pháp thế gian Phật đem áp dụng nó và tôn trọng nó và Phật gì khuyến khích các Phật tử cũng gì cũng nên dùng nó cho nên cái những cái gì mà đây nó là cái phương tiện cái việc xem ngày xem giờ này nó là phương tiện, à, chúng ta đừng có chấp vào nó thôi. ví dụ đi đâu chúng ta cũng phải xem ngày làm cái gì cũng phải xem ngày để mà bảo là ngày xấu mà cái thì không làm nữa đi về ấy. hoặc đi ra cửa gì gặp đàn ông thì đi gặp đàn bà thì quay lại vân vân đó, chết thì như vậy là mê tín dị đoan, à, mê tín dị đoan các phật tử này học Phật nhưng mà vẫn thì nhờ các thầy phong thủy đến để xem ngày xem giờ việc tốt xấu vân vân thì có được hay không có phạm tội hay không thì thầy nói là tội thì không phạm nhưng mà lỗi thì có là lỗi là gì lỗi tức là gì nó vẫn còn sai một chút thì gọi là lỗi à, tội thì đương nhiên là nó phải đọa rồi phải trả rồi nhưng mà cái lỗi thì có thể sửa được thế nếu mà bây giờ thì phật tử này mà bớt nó đi một chút cái gì là chính nếu học phật thì lấy phật pháp là chính cái đó là phụ ngày xưa chưa học Phật đó, thì xem cái vấn đề xem đón ông thầy phong thủy yểm đất à, yểm mộ yểm mã rồi à, làm cho đất tốt lên dùng các bùa các chú rồi các đá tốt rồi vân à, vân để chấn để yểm để à, à, ngăn họa đoan phúc đó. thì cái đó thì chúng ta chưa học Phật thì qua đó việc việc chính nhưng bây giờ học Phật rồi hiểu nhân quả rồi đó, thì đưa cái vấn đề gì học Phật Hiểu nhân quả bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc làm việc thiện. Bỏ ác làm lành lẫn là dưới hành thiện thì đó là gì? Là việc chính để chúng ta tích phúc cải mệnh. Để chúng ta gì? À, trừ họa, nghinh tưởng. Còn cái vấn đề gì? Xem ngày, xem giờ rồi chấn yểm vân vân nó là phụ. Nó là phụ. Thế thì được coi nó là phương tiện là phụ thôi thế thì được giống như các quý thầy ngày xưa đức pháp chủ cũng nói dạy chúng tôi người nói này mình phải dùng phương tiện thầy chùa như bùa làng mình phải dùng các phương tiện thiện xảo để làm an lòng chúng sinh để cho chúng sinh nhá họ dần dần đó họ tiến tới được với với Phật pháp hơn họ gần gũi được Phật pháp hơn đó, thì đó là gì là việc tốt như đương kim đức hòa thượng trưởng ban hoàng pháp trung ương giáo hội việt phật giáo việt nam hòa thượng thượng bảo hà nghiêm ngài nói gì phật hóa gia đình mỗi một ông thầy trụ trì phải làm đủ đầy đủ tất cả các 13 ba ban viện 13 ba ban viện của gì? của phật giáo việt nam phải đa năng, phải khéo léo, phải uyển chuyển. Mỗi một vị ấy, giúp được cho nhân dân, cho tín đồ của mình ở tốt trong một ngôi chùa thì đó là gì? Làm tốt cái vấn đề hoàng pháp, hướng dẫn Phật tử lợi ích chúng sinh nhỉ, vân vân. Đó cho nên ở đây chúng tôi thì nói rằng không khuyến khích cái vấn đề gì. Chúng tôi không khuyến khích cái vấn đề Phật tử xem ngày xem giờ rồi dùng ông thầy phong thủy nhưng mà chúng tôi nói gì? chúng ta vẫn có thể dùng được những cái đó nhưng ở cái mức độ gì trợ duyên thôi trợ giúp thôi ừ. chứ đừng coi đó là việc chính học phật thì phải coi việc chính dần dần khi mà cái đạo chúng ta cao tâm chúng ta sáng thì tất nhiên dần dần những cái đó dần dần chúng ta sẽ để bỏ hết giống như thầy ngày xưa khi mới xuất gia thì rất thích phong thủy rất thích học phong thủy và học xong rồi ra thì rất mê phong thủy suốt ngày đi xem đất xem cát cho người ta, thì ăn cũng nghĩ tới, tới, tới phong thủy mà ngủ cũng nghĩ tới phong thủy cho nên trong đầu thầy lúc nào nó cũng gì cũng nghĩ tới phong thủy nghĩ tới làm sao để cắm cho người ta được hướng nhà đẹp giúp cho người ta được ngôi mộ tốt, được ngôi chọn được cục đất tốt để người ta phát người ta làm giàu người ta à, khỏe mạnh người ta ăn nên làm ra vân vân thế này thế khác lúc nào nghĩ đến nó nhưng sau này khi lên trên chùa tản viên năm 2008 ở trên đó rồi á ít xuống núi ít đi làm việc đó và thích tu tập hơn và từ năm 2012 gặp được pháp hội trung phong tam thể niệm học được cái pháp đó và gì bắt đầu làm pháp hội trung phong và thấy gì thấy thích gì pháp hội trung phong và xong rồi từ thích pháp hội trung phong là gì thích luôn pháp môn tịnh độ ngày trước tu tịnh độ rồi nhưng mà gì? chưa thích vì ngày xưa là thích thiền thích pháp hoa à, thích hai cái 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 đó thích thiền và thích pháp hoa thích pháp hoa tông ấy, vì bốn năm hơn bốn năm trời chuyên đọc kinh pháp hoa bốn năm trời cũng chuyên học thiền và ngồi thiền đó là tám năm đi học bốn năm pháp hoa và bốn năm về thiền thích cái đó chứ còn tụng kinh a di đà thì có tụng thế thôi niệm phật thì cũng niệm vậy thôi nhưng gọi là nguyện vãng sinh chỉ nguyện trên đầu môi chóp lưỡi thôi nghiên cứu cũng có nghiên cứu sâu đâu thậm chí sách đọc về tinh độ cũng không muốn toàn thích đọc về thiền thôi ngày xưa về pháp hoa thì chỉ tìm cái gì về pháp hoa huyền tán pháp hoa giảng giải rồi các bộ giảng giải về chú sớ về pháp hoa để đọc và nghe giảng về pháp hoa à, chỉ thích như vậy thôi. Sau này về thiền thì chỉ thích đọc về thiền, đặc biệt là các tổ sư thiền, các tổ sư thiền của Trung Hoa, tổ sư thiền Việt Nam thích nhất những cái câu đối đáp của các tổ và khi mà mình học mình đọc nhiều á mình cũng hiểu ngộ ra một phần nào đó, gọi là ngộ lý thôi chứ thực sự là chưa ngộ được thì tâm tông ngộ lý thôi. Cho nên là khi ngộ trong phần nào đó thì mình nghĩ là nó hay thế này. Người ta hỏi nên đáp thế này quá dễ. Và tự mình nghĩ ra thì nghĩ ra rất nhiều những cái cách gì, cách trả lời, cách vấn hỏi và cách đáp và mình nghĩ là đây sáng rồi. Tâm thế này là sáng rồi đây, vân vân và vân vân. Đó. Nhưng khi sau này á năm 2012 học trung phong tam thể niệm bắt đầu học và thực hành làm trung phong tam thể niệm thì thực sự mới nghiên cứu về tịnh độ chuyên sâu về tịnh độ thì mới thấy rằng tịnh độ là pháp môn thủ thắng mình không học một đời này thì sẽ bỏ phí mình không tu một đời này á thì không biết bao giờ cho được thân người và được gặp pháp môn này nữa không biết bao giờ cho mình có thể có cơ hội để một đời vãng sinh một đời đắc đạo nữa cho nên sau này thì mới nhất tâm nghiên cứu và nhất tâm hoàng truyền thì bây giờ mới thấy cái việc hoàng pháp việc mở các khóa tu nó là cái việc chính còn cái việc gì xem đất xem cát xem mồ xem mã rồi phong thủy đất cát cho các phật tử là phụ rất 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 phụ trong gì trong đời sống của tôi bây giờ trong cái sự nghiệp tu hành của tôi bây giờ nhưng ngày xưa đó là chính từ năm hai nghìn sáu học xong một cái cho đến năm hai nghìn tám ba năm trời tôi xem cái vấn đề phong thủy đất cát là chính trong sự nghiệp tu hành của tôi tuy học Phật tuy tu Phật đó nhưng mà vấn đề đó đặt nó là chính cho nên là Phật tử đến chùa có giảng kinh cho họ nghe đâu có thuyết pháp cho họ nghe đâu họ đến một cái là gì lại cầm cái túi cầm cái la bàn cầm cái thước đi đến nhà họ đo đo để tính tính toán toán và hướng dẫn cho họ gì cắm hướng cho họ làm nhà làm công ty làm doanh nghiệp mong cho họ ăn nên làm ra để họ đến gì họ hậu tạ mình đã cái sự nó thế học Phật nó cũng có thời gian gì sóng gió trôi nổi như thế các quý vị đâu không phải đơn giản đâu tâm chúng sinh mới vào đạo á cái cái nghiệp chướng nó còn chưa hết gọi là cái gọi là cái tập khí ở đời trước này còn thì chưa hết cho nên đến đời sau kiếp sau nó lại tiếp tục nó nổi lên những điều quan trọng sau này may mắn gặp được pháp môn tịnh độ pháp hội trung phong nhất tâm nghiên cứu về tình độ và tu tập thì bây giờ các quý vị thấy tôi hướng cho phật tử tu hành nhiều hơn là hướng cho phật tử xem phong thủy đất cát có khá nhiều thì các doanh nghiệp các vị hướng dẫn có những người mách đến bảo đến nhờ tôi đi xem hướng cho gì để thành lập công ty phong thủy đất cát tôi tìm cách để từ chối khéo từ chối khéo và bây giờ thực sự mà bây giờ mình mình không để ý tới nó nữa thì đương nhiên là là những cái vấn đề về phong thủy đất cát như ngày xưa đến cho tôi, tôi có thể cảm nhận được cái cục diện đất này tốt hay xấu thậm chí thì chúng tôi còn cảm nhận được cả ở dưới đó khoan giếng nước có đường nước hay không cắm cái được ngay nhưng bây giờ thì thì không để ý tới nó một cái thì đương nhiên những cái cảm nhận đó hết bây giờ chỉ để ý tới pháp thôi ví dụ mà bảo đi ngồi giảng pháp ở đâu thì bất cứ ở đâu bảo bất cứ lúc nào Ngồi lên tòa Pháp tôi có thể nói gì? Nói hết ngày này qua tháng khác được Nói chỉ sợ là gì Không còn hơi để mà nói nữa Nói chỉ sợ là không còn sức để mà nói nữa thôi Còn nói đông, nói tây, nói ngang, nói dọc Nói lên, nói xuống, nói gì cũng nói được Chẳng cần tài liệu cũng nói được Chẳng cần chủ đề cũng nói được Hay chỉ cần đọc một chủ đề ra gì Chúng tôi có thể nói được Thì bây giờ trong đầu chỉ nghĩ gì Nghĩ đến Pháp Pháp là gì là chính Còn các việc khác là phụ đó, thì thầy cũng mong rằng Phật tử này và nhiều các Phật tử chúng ta cũng nghĩ, cũng nghĩ như vậy và cũng hành động như vậy người học Phật thì đặt việc học Phật và tu Phật là chính, phong thủy đất cát xem ngày xem giờ là phụ thôi. à, cũng ta gì, à, nếu mà người thân chúng ta tâm chưa an thì chúng ta cũng dùng phương tiện để làm cho tâm người ta an, giống thầy bây giờ có ai đến hỏi xem ngày xem giờ tốt để cho dựng vợ gả chồng cho con cho cháu, thầy cũng xem. Và xem ngày giờ tốt để đóng thổ đổ mái, thầy cũng xem bấm 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 xem điều quan trọng gì họ hoan hỉ họ được thầy xem cho hoan hỉ lắm đó cho nên đấy cái đều phương tiện coi à, đó là việc phụ thì được coi đó là việc chính thì không được đó mong các phật tử chúng ta cũng hoan hỉ